Rồi, An à. Lần đầu tiên các bạn ăn cháo thối nhà Thanh Huyền. Thối gì? Thối gì? Thối gì? Thối, từ, nói mùi gì? Nói vị gì? Nói vị gì? Bít tất. Nhá đâu rồi? Ô, bán nhá bên cháu tuy tất rồi. Xem nào. Tội nghiệp bên kẹo quá. Ồ, đã bị nhá bên kẹo bít tất rồi. Chúc mừng Tuấn Kiệt nha. Nay đã biết cậu thôi chưa? Buồn nôn. Ai buồn nôn hả? Rồi đến bạn nào chưa được ăn cậu thôi. Hai bạn này. Rồi tiếp tục khao này. Các bạn chưa? Này, 1, 2, 3. Thầy nhìn lên trên bếp nhìn lên thầy. Đây là các bạn trong lớp của Thanh Huyền hôm nay đang tham gia vẽ cuộc thi an toàn giao thông. Chào khán giả. Chào khán giả. Chào khán giả đi. Chào các bạn fan của Thanh Huyền. Chào các bạn. Bây giờ các bạn hay mỗi người vẽ một cái ý tưởng an toàn giao thông nhá. Để sau con đang tập vẽ ô tô. Các bạn xem là vẽ có hay có đẹp hay không. Thích lên tivi nha. Không. Thật á? Ngọc Mai thích lên tivi. Em lên tivi ngại lắm. Đúng. Ngại chị. Nhưng mà trừ khi đó có ai mình quen rồi mình không thấy ngại rồi. Người ta không quen người ta ngại. Còn người tao mà quen là người tao cứ hố hố đi. Ghê quá. Các bạn đưa đến đây thầy xem nào. Đến đây cái chỗ đến cái ô tô đó. Đầu tiên là có bạn gì để tay con gì đây. Em mà là Hoài Thương. Các bạn xem đây Hoài Thương này, đây là cái ô tô 4 chỗ, 5 chỗ ngồi. 4 chỗ. 3 con vẽ ngược mất rồi. Xe bốn đét. Xe bốn đét. Không có ngược gì đâu, nó quay đầu này quay đầu kia chẳng được. Không, con vẽ đây là đầu nhá. Ừ. Rồi đến tranh của ai tiếp theo? Em đi. Tranh của Thanh Huyền. Đẹp đấy chứ. Tên đẹp. Viết tên đẹp. Thanh Huyền phối màu Thanh Huyền đọc tiếng Anh màu này rồi các bạn nghe nào. Purple. Đọc tiếng to lên. Purple. Màu nào chỉ vào? Đây. Purple đọc to lên nha các bạn. Màu đỏ là red. Màu vàng là yellow. Màu đen là black. Màu trắng. Màu trắng là white. Màu tím. Tím là purple. Ừ. Còn những màu khác các bạn trong lớp có biết không? Học tiếng Anh hết màu chưa? Quên hết rồi. Quên hết rồi, mọi người nhớ rồi. Đây rồi, đến tay các bạn. Ngọc Mai. Ngọc Mai viết cũng đẹp này, chữ viết đẹp này. Em cái xe thì giống hệt như cái xe chở xe chở khách. Ừ, xe chở. Xe này là giống xe to. Xe 7 chỗ ạ. À xe này giống xe của xe này giống xe chở mấy ông người từ quốc gia đây chở chở tổng thống á đúng không bạn vẽ kiểu này xe dài này nhưng phải xe này phải màu đen mới hầm hố chứ tự nhiên màu cam ôi trời cuộc đời màu cam tiếng Anh là gì Ngọc Mai nói em quên orange bạn này em chịu orange bạn màu cam orange là Tuấn Kiệt Orange. À, gì này. Không gì mà quay quá. Rồi, thế còn đó là mới có ba tay nhà. À, đây có ai nữa để lên đi. Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi chưa đi tên nào. Tên một biết đi. Bạn Nguyễn Nhi chưa to hoàn chỉnh lắm. Nguyễn Nhi có vẻ là nhác vẽ này. Lại thích vẽ. Nguyễn Nhi cứ thích vẽ ngôi nhà tầng cao thôi. Đây, xem. Màu đây dễ. Màu trong đây dễ. Màu đây. À đây này, đây rất dễ nè. À, đây là. Tay tay mấy một mai cho bạn đọc nào. Màu đầu đỏ nào? Màu đỏ là chị Ngọc Mai. Right. Con đọc trước đi, con đọc cho các bạn thôi. Red. Màu tiếp theo là màu gì? Tiếng Anh, tiếng Việt. Pink. Pink là màu? Màu hồng. Rồi. Màu đây màu vàng là màu yellow. Màu xanh lá cây là green. Màu xanh nước biển là blue. Màu đen là black. Rồi, còn có màu gì trong này nữa mà chưa? Màu hồng. Màu hồng màu cam. Màu cam là orange. Màu đen màu đen học rồi màu vàng rồi vàng rồi màu tím màu tím
Màu tím là purple. Màu nâu? Màu nâu là brown. Brown. Biết chưa? Nhật tiền lạ thật. Rồi, này tức kiểu biết màu bà ra đúng không? Rồi. Kiểu là chắc màu nhất. Lại lấy cầu thối đây. Bé ra giữa đây để các bạn tự chọn một màu đưa lên bất kỳ. Trời ơi. Vậy chúng ta cùng ăn nha. À, từ từ đã để đây này. Đây là phần thưởng. Phần thưởng các bạn Huyền. Cứ mỗi lần Huyền sẽ lấy lên hai cái kẹo đó, đó cho các bạn tự chọn. Sắc sắc để cho nó lên. Cái trắng. Rồi hai cái rồi. Đi nó. Ê, bây giờ là cặp nào chơi trước để em chơi bán tù tì để chọn ai được ai thắng thì người được chọn trước. Em. À, rồi bán Kiệt với bạn này chơi đi. Bạn nào ra thắng 1, 2, 3. Ôi ok. Kiệt thua ăn trước. Đây bạn thắng này, bạn trước. Này chọn màu đi. Màu xanh hay màu đó? Lấy màu đó ăn rồi, ăn thử đi. Ăn đi, 2, 3. Cứ ăn đi để mình cảm nhận. Nhai đi mới biết được. Vị gì? Đắng. Đắng lắm rồi. Có mùi chuột chết đâu hay mùi trứng thối hay mùi trứng ung hay cái màu đó à để chưa bạn chơi nhịn là màu ra mùi gì cái này mày gương em phải cái màu này vị hắt màu lắm mùi hắt màu lắm ngọt mà thấy rất thì không phải thối mà đến Tuấn Kiệt màu xanh nó đều thôi như nhau quá thôi chỉ có nhai sao mới biết được vị bạc hà à rồi nó không bị thối hai bạn không bị thối tôi sẽ lấy Huyền lấy một đôi lên Nguyện bạc hà, ngon. Sắc sắc này. Rồi, nhìn dưới cho nó lòi ra cái màu gì là đấy. Nó giống nhau nhưng nó có thể là thối hoặc là không thối. Các bạn nhớ như vậy. Nguyện bạc hà ngon. Bạc hà thì nó sẽ the. Rồi. Kẹo lên là giống cái kẹo. Đây là hai màu. Hai màu giống nhau. Khác nhau nhưng khác nhau. Và bạn nào chơi? Đây. Không, ăn rồi không được chơi nữa. Hai cặp đây. Rồi, chơi đi. Bắt đầu. Con là người phải cho phần thưởng. Rồi, chi thắng. Anh Nguyện đang cuối cùng. Nhờ các bạn đến nhà thì ta phải nhường khách trước. Cái này như là kẹo dẻo thầy ạ. Ừ. Vị gì? Có thối không? Thối không? Chắc thối không đó nhỉ. Thối rồi nhăn mặt rồi chắc không thối rồi. Bạn này Ngọc Mai ăn đi. Ngọc Mai. Ăn mà chả bạn, hai bạn này không nhận nó mùi gì. À, thối thôi. Đi đâu? Nhổ. Không phải nhổ đâu, kẹo này nó thối. Ngọc Mai. Bà Hà. À là bà Hà may mắn. Rồi đây là tôi. Đấy như cái mùi gì? Hả? Mùi gì? Trứng thối. Trứng ung hả? À đúng rồi có mùi trứng ung đấy. Mùi trứng ung, mùi chuột chết, mùi bít tất nữa. Tức là mùi tất thối á. Mùi tất tất cái dài á, mùi dài thối á. Thanh Huyền đi. Thanh Huyền lấy hai viên lên là cho ăn viên ăn. Không, đang chọn. À lại chọn viên ngọt ăn này. Chả biết phải viên ngọt vì hai viên không màu. Không biết viên ngọt. Chỉ hai viên màu giống nhau nhưng có một viên thối, viên không thối. Mày hôm nay đúng thì bà Hà của mình như đúng thì thối. Tức là có một Nhiên Nhi là may mắn. Bạn nào bị thối rồi thì thôi. Tí là ba bạn chơi lại một lần nữa. Bé Nhi đúng mùi thối rồi. Bạn thấy Nhiên chọn đi con màu gì nào? Từ từ nào anh. À một màu trắng, một màu vàng. À thấy Nhiên chọn đi. Thích màu nào là màu đó thôi, ngửi giống nhau hết à. Như nhau. Ăn vô cảm giác. Ừ. Ngọt. À thôi. Ơi kẹo tốt. Rồi, nó bây giờ đến lượt là hai. Lấy hai viên lên cho các bạn đi. Em chọn đổi đây. Em lấy đây. Rồi bạn ngọt quá. Ngọt quá thì càng thích cho nó. Không chơi nữa. Thì đi đắng với ăn ngọt như nhã. Hai bạn tôi sẽ. Rồi hai bạn nào. Tí Thanh Huyền với bây nó chơi. Không, bao giờ. Con là khách. À quên, con là cùng nhà mà. Bạn ăn màu trắng. Ngọc Mai màu trắng. Có tối không? Không ạ. Lại ngọt tiếp à? Ăn mày chứ. May mắn quá. Phải thương. Thôi đây. Lần đầu tiên các bạn này ăn kẹo thối đúng không? Kẹo sữa thầy ạ. Lại được sữa. Ôi. May nhỉ. May quá. Phải đến thầy làm ấy được. Thầy làm ấy. Thầy làm với kinh nghiệm. Bàn tay bẻ nhau. Ba phải phủ phép ấy. Phủ phép với thầy của em đâu. Kẹo thối là kẹo thối hãy trèo lên đây. Thầy ơi, kẹo thối ơi. Đây, hai viên màu giống nhau. Trời ơi, Viện Nhi mới là Tuấn Kiệt. Viện Nhi đã bị loạn vì Viện Nhi đã ăn kẹo thối. Thế nhờ nó chưa Tuấn Kiệt không ăn cùng không? Không. Rồi Tuấn Kiệt chọn một ở viên. Ở nhà mà. Giống nhau, cho Tuấn Kiệt chọn một viên. Rồi, ăn nào. Lần đầu tiên các bạn ăn kẹo thối, nhà Thanh Huyền. Thối đi. Thối đi, thối đi. Thối đi, từ từ, nói mùi gì? Nói vị gì?
Nói bị gì? Bị tắt. Nhà đâu rồi? Ô, bán nhà bên cậu tui tắt đâu rồi? Xem nào. Tội nghiệp viên kẹo quá. Ô, đã bị nhà viên kẹo bị tắt rồi. Chúc mừng Tuấn Kiệt nha. Nay nó biết cậu thôi chưa? Buồn nôn. Ai buồn nôn hả? Rồi đến bạn nào chưa được ăn cậu thôi. Hai bạn này. Rồi tiếp tục khao này. Rồi hai bạn thi đấu đi. Rồi ai trước rồi. Lấy cái màu trắng ạ, lấy cái màu trắng ạ. Màu trắng ạ. Màu trắng là sữa. Màu trắng. Lấy thành người nan rồi ở sữa. Cái chim này. Ngon à? Ăn cậu thối với hai chứ ngọt thì bình thường nha. Đường. Lại đường tiếp. Chị Huyền, Thanh Huyền lấy ra mà toàn thấy ngọt không nha. Thì con khéo tay mà. Ở đây bạn phủ phép thủ thối này. Không, để con cho con dùng phép thuật của con. Kiểu đáng rồi ạ. Kiểu đáng rồi. Con đáng hả? Có bị đáng à? Có. Đó là Hồng Mai à, Hải Thương. Hải Thương đấy bạn nhá hả? Vâng. Đáng vị chi mới được chứ. Mùi gì? Mùi trứng u. Còn mình Ngọc Mai nữa. Còn mình Ngọc Mai nữa thôi Hiền ạ. Trắng mới là bạc hà. Trắng. Màu vàng. Trắng. Màu vàng đi. Trắng. Trắng. Nay Ngọc Mai là ăn nhiều nhất mà chưa đạt cầu thôi. Rồi ra đi. Trắng. Đúng rồi, trắng. Trắng tiếp à? Hồi nãy bạn ăn trắng là ra cái vị sữa này. Em ăn trắng là ra cái mùi trứng. Ừ. Ngon này. Trứng ngọt này của chị cũng ngọt lắm. Ngon đấy chưa? Yeah. Anh nhìn ăn đây đi. Không. Em ăn đi. Không. Em ăn đi. À rồi cho bạn thử. Đi cho bạn thử. Rồi em ăn no rồi ạ. Rồi ăn no rồi. Ngay viên đầu tiên của Nhi đã bị rồi. Trắng viên này ngọt rồi. Vị gì? Chẳng vị đường. Vị đường. Như sữa chị. Ừ. Bỏ hả? Ôi em ăn mấy tổng cộng mấy viên rồi. Kiệt ơi bà cho Kiệt khuyến mãi thêm viên này. Kiệt ăn nữa không? À, cho Kiệt viên. Kiệt chưa sợ. Cho bà lấy cho Kiệt ăn. Lấy cho em là người ăn. Rồi lấy, đúng rồi, đặc biệt đó. Em là người ăn nhiều nhất mà chưa trúng. Bây giờ thôi không được nhả, bắt buộc phải nhai. Trứng. Ok, bít tắt đi. Ok, bít tắt đi. Bít tắt đi. Ngọt rồi. Ngọt chưa? Ghi đường. À, rồi chúc mừng. Rồi các bạn học tiếp đi. Vâng. Các bạn chào bạn khán giả đi nè. Chào. Bye bye các bạn nha. Tuyệt chào các bạn đi. Bye bye. Rồi. Không, Kiệt để trúng kẹo túi. Anh Kiệt chào các bạn đi. Kẹo túi rồi này ạ. Kiệt trúng kẹo túi. À đúng thôi à, chứ mai báo. Ở đây báo trên đường. Đường ngọt lắm. Giảm mơ. Rồi không sao. Rồi các bạn học tiếp theo các bạn khán giả nhá. Các bạn chúc các bạn thi an toàn giao thông, ôn cho tốt để thi đậu nhá. Các bạn có nhất trí không? Nào, 1 2 3 1 2 lần kết đi nào, hòa tay vào nào.